buộc lại thì nó vừa mà. Trời ơi. Đây. Em bây giờ anh nghĩ anh ăn hết con này không? Em tự tin em ăn hết. Thêm con này thì em không tự tin nha. Cái lãng phần bụng này ngon lắm. Anh có cần em cắt ra bụi từng rau không hay là làm nguyên con luôn? Nghe cực 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 phải không? Không. Dạ không. Nhưng mà cái có quèn à, nữa. Cái này mới là của anh đây. Trời, anh Lộc phải lơ ra xa rồi, tại vì con này nó to quá. Không, luộc lại thì nó vừa mà. Trời ơi. Đây. Em bây giờ anh nghĩ anh ăn hết con này không? Em tự tin em ăn. Nhưng mà theo cái ồ nó nhanh nhanh sao không chị? Dạ. Nhưng mà chưa nha. Đây. À cái này là mực. Mực ống. Ồ. Em lo cắt củ hủ dừa xong rồi này nó hơi teo lại rồi. Thêm con này thì em không tự tin nha. Một con này thì hôm nay để chị em. Trời ơi. Đây, còn... Đúng rồi, hôm nay có chị Mai nữa mà. Nên mình rất là yên tâm. Lên. Vẫn còn nữa kìa. Okay. Nó nặng rồi đó, nó nặng rồi đó. Mai ơi cầm hộ em nào. Em bằng nước dừa nha. Mực lá. Đây này. Nhưng mà em nghe có mùi gừng. Da vẫn còn rất là ấy nha. Em có để gừng với xả. Dạ. Đó. Trời ơi. Nhiều đó là của anh Hùng hết nha. Thôi. Đây, đây thì tự tin. Ăn không hết. Ăn không hết là chặn lại không cho về. Có bà sĩ à, bà sĩ tiếp chặn lại liền. Đúng rồi. Đây là của anh Hùng hết đi nha. Em không biết gì đâu. Rồi. Còn cái này thì còn thì mình sẽ lấy ra rồi mình lay đai sau. Dạ. Đó, bây giờ còn cái dĩa kia lấy vèm đồ ra này cả nhà. Chọn ngư ha. Vèm. Vèm xanh. Hôm. Các bạn đã thấy độ uy tín của cô chủ chưa? Hải sản Phan Diễm nha. Để xem là hôm nay team Phân đi Hùng sẽ ở lại tới mấy giờ. Ở đây bên mình sẽ có những cái loại nước chấm kèm không chị? Em có nước chấm hải sản hả? À, dạ. Là muối ớt xanh đúng không ta? Dạ, được muối ớt đỏ ạ. Muối ớt đỏ. Dạ, để mà mọi người chấm thử xem có hợp khẩu vị không nha. Dạ. Tại vì hôm nay là mọi người thông cảm là nấu hơi tạm bợ. Tại vì ở đây bình thường không có nấu ăn gì hết á. Dạ. Chỉ để hàng thôi. Đó, bây giờ là mời cả nhà cùng mua bàn tiệc nha. Okay. Nhìn chắc là tạm bợ. Dạ. Tiếp theo là món mực nè. Mực này là mực phơi dẻo ba nắng bên em nha. Ba nắng luôn hả chị? Dạ đúng rồi, thì rồi. Mực ống câu. Mực ống cái này ngon nhất là mình áp qua dầu thôi. Dạ. Cái này 420 hả chị? Hay là không, mực dẻo bên em là 980 một ký. À 980. Dạ. Còn có lại 420 là mực ống. Dạ mực tươi. Mực tươi giá nó sẽ rẻ hơn là mực dẻo. Dạ. Dạ. Đó. Trời ơi cái mùi. Cái mùi nó toát lên. Thơm quá. Cái này mình sẽ đợi cho nó vừa hơi cháy vàng cạnh là được. Món này mình làm món gì chị? Cái này là mình đang áp chảo dầu thôi. Này hoặc mọi người có thể nướng. Nhưng mà cái dòng này á là mình xào với lại rau củ vẫn được rau nha củ, nó sẽ không bị ra nước nữa. Dạ. Cái này xào với dưa leo với thơm á chị ha. Đúng rồi. Trời ơi ăn bả cháy. Này là nó sẽ không ra nước nè. Dạ. Anh thấy đồ bên chị không có ra nước nhiều. Dạ. Có một số nơi họ để đông lạnh nhưng mà kiểu nó ngọt á. Dạ mà người ta để đông lạnh á cho nên bên trong nó nhiều nước lắm. Nấu xong hay là mình ăn nó cắn cái vỏ ra nó nhiều nước. Bên đây không có cả nhà. Nói chung là em quan niệm là đã không bán thì thôi, nhưng mà đã bán là phải là hàng loại một, hàng chất lượng thì mới bán. Dạ. Nó rất là uy tín. Ở đây thì chị chỉ bán hải sản đem đi thôi và ship cho các bạn luôn, nhưng mà không có chế biến tại chỗ nha, tại vì lâu lâu có khách đến thì khách quý đó. Dạ. Có khách quý thì mới nấu ở đây thôi ạ. À. Đâu tôm đến nhà rồng. Rồng đến nhà tôm. Dạ. Nở. Dạ đúng rồi, nó nở ra. Nhìn vẫn nhiều như ban đầu, thậm chí còn nở ra hơn nữa. Dạ.
Cho mọi người thử. Đúng, đúng. Chung em nhìn ở bên hải sản của chị là em thấy có rất là nhiều món để em có thể ăn dần nha. Bữa đặc biệt là cái này Tết ấy. À Tết hả chị? Sắp cũng sắp Tết rồi. Tết này nhậu. Đây, củ hủ dừa. Đây, hồi nãy cái củ hồi nãy là mình bên anh đã chặt ra rồi nè cả nhà. Cái cây này là mấy chục năm rồi đó. Nên dạ. Chị ăn được cái đoạn này à. Để dài chứ ngâm rồi chứ mình bỏ này. Dạ, dạ. Ăn ở chỗ trắng dưới ha. Cái này là mình cũng có gọi là sấy khô và chân không đúng không? Cái sấy khô là cái mà xào với bào ngư còn sò điệp ấy. Hàng tươi bên em là cũng hút chân không sẵn luôn anh. Dạ. Tại vì với hai anh đi đặc biệt quá là em để nguyên cây thôi. Còn bên em ấy là bán cho khách ấy là sẽ là gọt sẵn hút chân không về thì chỉ cần cắt ra là nấu thôi. Dạ, dạ. Rất là hay nha cả nhà. Anh chị đi khắp từ Bắc vào Nam, từ Nam ra Bắc luôn. Và thu thập những cái món ăn cũng như là đặc sản ở những cái vùng miền đó mà đem về và gửi đến cho cả nhà. Hay lắm. Ồ, cái rau mực. Cái rau. Ngon quá. Món này mình chỉ áp chảo mình đã nhìn thấy ngon, không chỉ là mình làm chế biến theo nhiều làm món làm về là nhanh nữa. Nhất ạ. Dạ. Mình đó. Chỉ ăn nha. Ok. Cái tảng phần bụng này ngon lắm. Quá là hoàn kẻ. Tên 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 vẫn còn món nữa. Thịt châu gác bếp. Cái này là phải lẽ ra phải làm thử thách cái này nè. Ai mà ăn hết một ký thịt châu gác bếp là em tặng ký mang về luôn. Còn sư phụ cũng nói chung mình ăn cái đó mình phải tặng cái bồ chờ đi nha sĩ. Nó mềm nó không có dai đâu. Nó hơi cay. Rồi, mấy anh em sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Cùng đến với thử thách cũng như là buổi gặp gỡ ngày hôm nay, anh em mình sẽ giao lưu với kênh YouTube của bạn Phan Diễm và Phạm Dũng nha. Dạ. Nói chung là trước khi dùng thì rất là cảm ơn, lần nữa cảm ơn các anh chị hôm nay đã có mặt tới đây và đặc biệt là giao lưu cùng với kênh Phạm Dũng. Tại vì anh Dũng thì không có hay lên mặt, rất là ngại, cho nên là hôm nay xin phép thì một xíu nữa Phạm Dũng sẽ làm caramel cho kênh của Phân Thi Hùng. Quá là hân hạnh, hân hạnh. Rồi giờ chuẩn bị nha. 3, 2, 1 bắt đầu. Bùm 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 bùm. Mời cả nhà. Đây bây giờ là riêng với anh Phân Đi Hùng. Đúng. Thì thử thách là con bánh tuồng này đúng không ạ? Đúng rồi, em con đó. Còn mấy món kia nếu như em còn bùn thì em ăn chứ. Mấy món kia là Mai Úp và Dương Tony. Ôi ôi. Đây. Rồi hấp nha cả nhà. Hấp với gừng, xả. Rồi. Nước dừa. Nước dừa. Anh có cần em cắt ra phụ từng rau không hay là làm nguyên con luôn? Chắc là mấy nhát đầu thì cắn nguyên con rồi sao phải cắt đó mình. Em sợ YouTube nó lại kêu rồi. Mình ấy nó. Không không, em cũng quay từng con rồi, nguyên con bự luôn. Không sao ha. Dạ. Hải sản chắc không sao. Mình thử cái đầu. Con đi cho máu. Đây, đây cái muối ớt đỏ bên quán có ăn kèm luôn nè. Nghe cái cứ thịt phải không? Wow. Giòn. Thịt. Ui, có một cái mùi. Em sẽ ăn mực ha. Okay. Dạ đây, em này là để em cắt ra từng cái. Ôi dày quá nha. Dày quá Diễm ơi. Cái này nó rất là giòn à. Không bị dai đâu mọi người, yên tâm không bị dai. Cái này mà người ta lấy người ta nhồi thịt thì bán chắc cũng phải mấy dĩa cơm á. Quá bự rồi. Rồi. Ăn xong á cái vị hậu á nó có mùi hải sản luôn nha. Cái vị hậu trong miệng nó có mùi hải sản. Đặc biệt là không có mùi bò. Không có mùi heo. Có mùi hải sản. Nói chung là ăn nó đậm chất hải sản luôn á cả nhà. Tại nãy anh nghĩ là do Diễm cũng luộc với vẹm này kia thì nó sẽ hòa quyện lại. Đó. Rồi à. Mực rất ngọt nha. Đề thật. Con mực này nếu mà ra những cái tiệm cơm mà nhồi thịt á thì chắc phải 200 ngàn con giờ, một phần. Ủa. Quá đã. Chúc phải mua ủng hộ cho Phan Diễm thôi Hùng ơi. Dạ. Mai ơi. Nuốt theo, theo anh ấy thì em thật sự em rất là lo, thì thật sự là chưa có một người nào mà nói là ăn nguyên một con bà tuột bên em cả. Dạ. Mua về thường là cả gia đình ăn thôi. Nhưng mà hôm nay là em cũng hơi lo cho anh ấy. Em cũng thôi cố gắng, tại bây giờ đang đói lắm. Nói chung là mình đến đây là mình đã chuẩn bị sẵn trước cả nhà. Bụng phải thật là đói để mình ăn hết con này để cho clip nó hấp dẫn. Đúng vậy. Để mà hải sản của chị Phan Diễm á được nhiều người biết đến hơn. Rất là hân hạnh luôn. Nói chứ món này nè thì phải có những nhà phê bình về
có cái góc nhìn của đạo diễn á thì mình phải trải nghiệm cái này review nó mới ok. Mời đạo diễn Dương. Xé sợi ra anh Dương, anh Dương chỉ cần xé sợi dọc thôi là được. Dương không phải chào. Ủa hả? Thế thì để em xé ra thử mời. Không hề bị dai đâu mọi người. Vậy thì mời caramel. Để em xé sợi cho anh dễ ăn nha. Ồ, cái này hơi giống khô bò chị. Ừ. Nhưng mà nói đến thịt trâu á là không thể không nhắc đến cái chẩm chéo. Chẩm chéo. Phải chấm với chẩm chéo mới ngon à. Chẩm chéo. Dạ. Chẩm chẩm. Gì? Chẩm chẩm. Dẫm chéo chậm dẫm dẫm chậm chéo chậm chéo. Em hỏi thật nha, có bao giờ mà ví dụ như anh Phan Huy Hùng với anh Võ Sư Lộc á mà một người nào đó ăn mà kiểu là không vượt qua thử thách phải cần có người kia viện trợ không? Phải rồi, có nhiều. Thế là mình thường hay mời, em thường hay mời ví dụ người nào ăn á thì sẽ mời người kia. Thứ nhất là mình cũng đỡ mình phải ăn được nhiều, thứ hai là người kia cũng được trải nghiệm cái món ngon luôn. Ví dụ điển hình là bên Thế Giới Bò bữa trước hai anh em ăn ứ hự luôn. Hai người cùng ăn á. Càng cánh vào bên trong á nó càng giòn nữa nha. Bữa bên ngoài thì nó nhỏ, vào bên trong càng giòn bằng mấy cái này nè cả nhà. Cảm nhận nó là rõ nhất luôn á, mấy cái xúc tu nó. Còn cái chẩm chéo này nè, mình chỉ cần pha với một xíu nước lọc mình giả ra thì trong này rất là nhiều gia vị của Tây Bắc luôn. Có cần vắt chanh gì không vậy? Dạ có ạ. Nó mà chảy miếng nhưng mà cay lắm nha. Ai không ăn cay được thì phải cẩn thận ạ. À. Dạ. Này em sẽ đó là chuyên chấm và bò cho trâu gác bếp. Bò dao. Dạ. Nhưng mà không ăn cái này là ăn mọi thể loại luôn. Bún bò này rồi ướp thịt này hay làm gì bình thường á, các em hay mua về là chỉ đơn giản ăn cơm bình thường cho vô nước mắm thôi. Dạ. Chanh vô. À, anh chấm cái này vô trong này ngon lắm nha. Được luôn hả? Được. Thôi anh em mới hỏi có chấm được không? Mọi thứ với chậm chéo luôn hả? Everywhere. Chậm thành thánh. Thịt cay nha, anh ăn cay được không? Được. Được hả? Được luôn. Chấm vào nó khác hẳn với cái bún đỏ. Nhiều khi là nó ăn đậm vị hơn, đúng rồi, có những cái gia vị lạ lắm. Mà wow, nghe cũng thấy hơi, nghe cái mùi cũng thấy hơi quen quen. Nếu cái chậm chéo này thì mình ăn mới ăn lần đầu luôn. Không có quá cay đâu. Chắc là ăn với hải sản cũng là một cái trải nghiệm mà đã cả nhà mới xem lần đầu luôn. Thôi thịt trâu đúng như Diễm nói rất là mềm và vị thấm lắm rồi nha. Xin phép nha, hôm nay mình ăn món ngon làm sao mà mình bỏ qua được những người bạn hiền được, đúng không cả nhà? Đây nói chung mà những người bạn hiền mỗi người một dĩa thì cũng đã căng rồi. Cameraman bạn hiền nhất luôn á. Bạn hiền này hay thăm ngàn mình lắm rồi cả nhà. Mình sẽ mời những cái phần mà đây nè, đó. Mấy cái phần râu này ngon không? Dạ. Dạ. Phần bên trong nó ngon hơn. Dạ. À chị, ý chị là bên ngoài ngon hơn đúng không? Cái râu, em thích cái râu. Dạ dạ. Đây nè, đây nè, sẽ mời những cái ngon nhất nha. Bên trong thì kiểu như thịt nó nhiều hơn, nó không còn mấy cái thực thực của mấy cái tấp xúc tu. Dạ. Thịt trâu này mọi người hấp với bia thơm lắm. Hấp thịt khoảng cỡ 30 phút là nó mềm, là mình chỉ cần xé sợi dọc vậy là chấm cái chẩm chéo thôi ạ. Cái này mình bán là 700 nghìn một ký đúng không? Rồi mình ăn tới đây thôi, mình xin phép mình cắt ra cả nhà ơi. Dương Mai ơi, Dương Mai có thể review cái món gì à? Củ hủ dừa. Củ hủ dừa. Em dành cả tâm huyết để xào món này luôn ạ. Dành cả tâm xung. Phải xuống bánh tre nè, chặt củ hủ dừa nè. Rửa rồi mang về đây rồi kết hợp với hải sản. Bằng ngư trước đi. Bằng ngư đi, bằng ngư Diễm Hương là bằng ngư nha. Bự lắm mày ha. Siêu to. Anh Lộc. Lòm lẫn nha. Trời ơi. Không có dài. Nó là bằng ngón dài dừa luôn. Bằng ngón ngọc thịt. Đứt thêm một miếng củ hủ dừa cho mày. Cho nó kết hợp nó ra vị như thế nào. Bây giờ mình sang củ dừa. Củ dừa này nãy nãy mình thấy mình có coi Diễm nói rồi. Nó là củ dừa khô. Dạ đúng rồi. Nói chung là thích hợp cho những người mà đi nước ngoài á. Đó. Nhưng mà nó nó giàu hơn củ hủ dừa của tôi chứ mà rất là mềm quá. Nhắc tới đây thì Dương và Mai cho là quay gần cái nước mắm nha. Đây là của bên Phan Diễm làm để chuyên chấm hải sản luôn. Và chấm những cái món đó thì rất là bắt vị. Ở bên chị là có đầy đủ luôn á. Có thêm mấy cái loại gừng đỏ với lại nè gừng hồng với gừng vàng nè. Còn cái này là nước tương đúng không? Nước tương. Khi mà khách mua cá hồi bên em ấy là em sẽ có gửi tặng kèm theo á. Dạ. Mình nghĩ là cái cá hồi mà cắt ra rồi á
ăn nó sẽ vừa miệng với những bạn nữ hơn. Còn những bạn nam nếu mà muốn thử thách thì có cái loại mà phải sẵn nhiều. Ôi ôi, cái này là mồi em nói là muốn thử thách anh Lộc luôn, tại vì em xem anh Lộc nhiều rồi nên là em để sẵn, nhưng mà thực sự là em muốn mời anh Lộc và thử một miếng bào ngư ấy. Chấm với cái này nha. Rồi. Em bây giờ em có thể mời anh Dũng làm caramel anh Lộc ngồi cùng ăn với tụi em được không? Rồi anh Lộc không được, khó từ chối rồi, anh Lộc khó từ chối rồi, chắc vậy rồi. Giờ có thêm bỏ sữa lọc rồi, cảm thấy yên tâm rồi. Tim dày hơn. Dạ. Đấy, con bạch tuộc này bây giờ là em sẽ cắt ra. Nó chứ Mai đã thử cái bào ngư rồi Diễm ơi. Dạ. Thì thấy quá. Dạ. Rồi ok ạ. Ký ra chén nước tương của anh. Đây, chén này đầy. Cái này thì mình ăn một nửa đi. Cái này là phần bụng mà. Bụng rất là béo. Dạ. Cá hồi thì bên em là bán, một là bán phi lê nguyên tảng luôn. Nó phải 2kg, 2.3kg, hai là nguyên con. Em là không bán nhỏ. Hôm nay được YouTuber triệu view cần phải quay cho mình, mình cũng nguyên tại quá. Triệu sốc chứ. Wow. Ở đây là có đã có gừng rồi, đã có nước tương trong đây luôn à. Có wasabi luôn à. Nếu mình nào thích ăn cay á, tụi mình có thể cái wasabi á mình chét thêm vào. Dạ. Nhưng mà ăn vậy là vừa. Nó hồi rất là tươi. Đang bên trong á, từ cái thơm mỡ của nó là mình muốn rùng mình quá. Nhưng mà sẽ không bị mập đúng không Điệp? Không mập anh. Ăn hải sản, anh thấy em bán hải sản như em cũng cực chứ không có mập. Còn món khác nữa. Anh Lộc cứ trải nghiệm từ từ. Nhưng mà theo anh thì em có hết luôn rồi. Anh chia đầm đôi mà anh ăn hết được không? Hết gì? Nguyên một cái tảng bụng đây nè. Hay là ăn một lần á hả? Dạ hồi nãy là anh cắt là phần nửa đúng không? Ừ. Anh ăn hết nửa rồi. Còn nửa này anh có ăn được nữa không? Được. Cá ngừ là ăn sống luôn. Cá hồi ăn sống luôn. Đây là mấy bạn mà tín đồ sushi. Sushi. Dạ. À, khoái lắm. Mình đi sushi. Con. Đây là còi. Hay á, cùng ý tưởng. Cái thanh này nó hơi khó. Ở chỗ là ngang nhiều. To, bự, tươi. À, nó cái thớ của nó dính nhau nha. Chứ nó không có rời rạc. Rất hợp luôn. Sẵn chặt. Kiểu mình xé ra giống như sẽ không có bị dễ tắt rời. Dính thì liền với nhau. Em nói thật là hôm nay em xào cái bào ngư với cái còi sợi điệp với cái củ hủ dừa này em cảm thấy rất là khỏe luôn á. Là tại vì cái độ ngọt ở trong củ hủ dừa á là không phải nêm đường, không nêm gì hết. Rồi cái độ mặn nhẹ của hải sản như là bào ngư với còi sợi điệp á là em không phải thêm nước mắm. Là hôm nay là em chỉ thêm có một xíu bột ngọt với làm xíu hạt nêm thôi. Thật sự là cái củ hủ dừa là rất là ngon. Sau này củ hủ dừa mua trong cái siêu thị về á, dạng nó rất là lạ. Không có được như vậy đâu, này rất là ngọt và có vị béo béo. Em rất là muốn được đẩy mạnh cái củ hủ dừa này, tại vì đây là một cái đặc sản của miền Tây mình. Đúng rồi. Nên là em rất là muốn, ví dụ như ngày xưa người ta hay nói về măng kem, măng khô này. Thì em đang rất là muốn đẩy mạnh về cái mặt hàng của hủ dừa sấy khô này. Được ổn không anh? Ổn. Em thấy anh hơi choáng váng rồi. Không, mà mình nhìn thì mình thấy ngon miệng, thấy nó vừa sức, nhưng mà ăn vào thì mình thấy không đơn giản nha. Dạ đúng rồi, hải sản đặc biệt là có cái con bạch tuộc này nè. Thật ra thì bạch tuộc á là nó sẽ ngon nhất khi là mình có thể là mình sẽ thái mỏng, mình ăn sashimi hoặc là nhúng lẩu. Thì mình ăn từ từ. Còn khi mà một con bạch tuộc á mà nguyên con mà một mình ăn á, thật sự nó là thử thách đấy ạ. Dạ. Bữa em mua cái con bạch tuộc này và là em ăn làm được 3 lần. 3 lần nữa anh. Dạ đúng rồi, đó, nhậu 3 bữa. Cảm ơn anh Hùng cũng là một khách hàng của hải sản Phan Diễm. Dạ. Em còn mua nữa, tại vì em thấy mình nhìn cái đồ ăn bên đây nó lạ. Mà ở dưới quê á thì không có ăn những cái món lạ như vậy, cho nên mỗi lần mà con rể mà đem mồi bén về là ba khoái lắm, ba vợ khoái lắm. Dũng. Tiếp tục. Hồi nãy Hùng nói là Diễm nói là ăn ngon nhất khi mà làm mấy cái món nhúng lẩu này kia. Nhưng mình lại nghĩ là ăn ngon nhất khi ở bên những người yêu thương. Ở đây mình đã có team của mình rồi. Hôm nay mình sẽ thưởng thức món ăn nó ngon miệng lên. Dương ơi. Dương ơi. Em cảm ơn luôn. Hãy ăn ngon miệng lên nè. Em giờ mới biết anh Lộc nói ra là có ý đồ. Mình nhớ anh em hiểu ý nhau lắm, biết ai thích món gì để mời.
này em để đây thôi, em mời anh Anh Hùng nha. Ờ, dạ. Béo ngon nhất ấy. Dạ dạ. Wow. Ngon quá. Dạ. Trời ơi, mai kìa. Trời ơi, ghê chưa? Ghê chưa? Wow. Ngon. Tại hồi nãy Diễm Phi Lê là mai đứng chứ bên, mà cái bên thấy rồi. Thèm rồi. Nhưng mà cái đối với em nha, em rất là thích mời mọi người anh em tới chơi ấy. Đôi khi là mình nấu nhưng mà cảm thấy mọi người ăn ngon miệng hoặc là mọi người thích ấy, nó là cái niềm mà kiểu như là nó hạnh phúc của một người đầu bếp cũng như là một cái người mà bán ra những thích cái giao lưu như vậy. Dạ. Em rất là thích được giao lưu với mọi người luôn nha. Hôm nay là mới có dịp để chính thức giao lưu với lại team của Fanny Hùng mà. Dạ. Biếu nặng nha, em vẫn chưa ăn miếng bụng, em có cần đổi vị trước khi quay lại tập tù không? Không, nãy giờ em chấm hai cái nè. À, đổi cái này á hả? Dạ. Ấy là thêm miếng một tạng không? Qua sức bình. Cái này mình chấm với nước tương đúng không chị? Dạ đúng rồi. Dạ. À, cái nước tương bên kia. À. Đây. Nãy giờ mình ăn cái bạch tuộc thì nó giòn giòn, nó hơi cứng xíu. Nhưng mà mình phải ăn cái này lại để cho cảm giác nó nhẹ lại, dịu dịu lại. Cái bạch tuộc thì nó giống như là bà sĩ tít vậy. Cứng quá. Ăn cái này vào muốn cắn liên tục. Tại vì nó mềm á, kiểu nó tan ra. Nó không có bị tanh. Do là nó có cái lớp tương đặc biệt này cả nhà. Cá hồi trụng thì ăn sashimi là sẽ không tanh à? Dạ, không có tanh. Phần của Hồng An là phần đấy nhất. Cái đó là nghe phần trụng của dân. Cái này là giống như là mỡ mà. Nhắc tới đó thì Bình Dương và Mai cũng có những cái món về sushi. Tại đang mình rất là thích. Trời đúng là ăn một miếng thấp lưng vậy. Thấy không? Thấy không? Nói là nó xong rồi đó. Tại vì đó là những cái phần gọi là béo nhất rồi. Nhưng mà trong cá hồi có nhiều ông nhà bay mà có sức khỏe. Mắt, sáng mắt. Mình đang ăn cơm một miếng cầu gác bếp rồi. Nhưng mà tâm đắc là cái gì là bố hôn dừa. Bố hôn dừa. Vậy là bố hôn dừa. Rất là ngon, lát mình sẽ mua mấy ký đem về. Mọi người biết hôm nay là cái khó nhất của anh Hùng á là cái bạch tuộc này. Lẽ ra nếu mà đói với hấp nguyên con cái này á là mình phải ăn luôn ngay còn nóng. Mình còn khi mà anh quay á để nó hơi nguội thì đôi khi nó sẽ hơi khó ăn một xíu. Dạ. Trong cái khó sẽ ló cái ứ hự. Cố lên. Anh ơi. Anh nhà ơi. Đây là con mắt của nó nè. Con mắt nó giống như là dám ăn tôi hả? Ông sẽ không hoàn thành được tôi đâu. Không biết ăn nổi hay không. Cố gắng. Cố gắng. À, 1/3 đồng rồi đó. Đi. 2 phần đi, 2 phần 3 đi. Cái này là mực dẻo ạ. À. Ừ. À, giòn lắm. Kê cho mình. Cái này nó. Cái này mà nếu mình ướp sạch tới á. Nướng là cũng có lý lắm á. Mà các bạn nữ ơi. Ở đây có rau nha. À có gì? Răng mực. Các bạn nữ thích ăn răng mực. Nhắc tới một bữa tiệc thịnh soạn này thì và cảm ơn một lần nữa, quá là nhiệt tình. Nên mình phải đáp lễ thôi. Có dịp thì mời Diễm và Dũng tới tham quan một cái xưởng, cái quy trình là xúc tích luôn. Hàng xúc tích nóng luôn. Mới ra lò. Em làm chi nhắn cho anh luôn cũng được. Chủ đông của em nhiều lắm. Nên là về là bây giờ là nếu mà may mắn mà phải Diễm được có duyên được làm cái đại lý phân phối cho của Võ Sư Lộc thì quá hân hạnh luôn. Dũng đã thử qua cái xúc xích đó rồi. Không, em cũng ăn rồi mà. Anh em mình từng gặp của tại quán Mai luôn thì anh Lộc đã có tặng mình mấy ký luôn để đó, mang về. Nhớ luôn. Dạ, ăn ngon mà. Dạ. Em nè, em cũng hay mua về để mà ăn với gia đình lắm. Với lại món gà nữa chị. Món gà đùi gà. Đùi gà xông khói. Đùi gà xông khói. Hôm nay là có món mới ha. Có đùi gà xông khói. Có salad, dâm bông, nói chung là cũng tết để mà phục vụ mọi người á. Cho Diễm ăn chắc ký nửa mét. Nửa mét là được. Mét là chị bay ạ. Mai ăn 1 mét, chắc Diễm ăn nửa mét là ok. Không nhiều khi là em hơn chị Mai á. Anh Lộc nói giống như là anh biết sức ăn của chị Diễm rồi vậy. Quê, quê đấy. Nghĩa đó là mình kích tướng á. Kích tướng á. Để Diễm đặt một cái 1,5 mét. Đó, làm luôn 2 mét luôn. Hôm nào team Hoàng Dũng thử thách ăn là hết 1 mét xúc xích. 1 mét Võ Sư Lộc. Thôi chà, cười rồi. Bỏ phải tươi, ăn bỏ phải tươi.
là muốn chờ đợi xem là anh Hùng sẽ hôm nay có chiến như thế nào. Anh mọi người ăn cái sò đỏ đi. Mọi người ơi, đợi nâng ly vô nhát nha mọi người. Anh uống nước cho đỡ ngán hả? Chúc Diễm bán thật là nhiều khách. Cảm ơn cả nhà nhiều ạ. Lâu lâu tới chơi với em là được. Cái thịt châu gác bếp này là em sẽ sắp tới đây là bên em sẽ còn có cả lòng gác bếp nữa. Mọi người xem sớm. Hôm nay không ăn được châu. Hàng này là đóng gói là 3 lớp nha. Mọi người mua bằng chuyện kia rất là dễ. Vừa qua dù gác bếp. Wagyu. Cái này là ở ngoài quán nó có cái mùi á, mùi thối, sợ đỏ. Ôi mừng quá, em đang hết cái xung quanh đó rồi nha. Giờ chỉ còn ở giữa thôi. Bây giờ ở giữa này em nhìn biết giống gì không? Giống gì anh? Giống cái mọc mà người ta đóng xác nhận á. Đã hoàn thành thử thách kinh. Mà nghĩ em ăn hết không? Giờ mình cắn cái này thôi. Ăn thì hết đó, nhưng mà nó sẽ hơi tốn thời gian đó. Rồi, thôi để em cố gắng. Tiếp cho luôn. Dạ. Tiếp cho làm chào. Cắt ra nè. Cái đầu. Ê, cái này nhìn nhìn hơi giống cái Tú Linh nè. Tú Linh sao to. Dạ. Mình sẽ cắt làm những miếng nhỏ cho dễ ăn. Diễm đi quay nhiều nơi á, chắc sẽ kiểu như là tiếp xúc với nhiều cái văn hóa vùng miền khác nhau. Và em có thể ăn được nhiều cái loại đồ ăn khác nhau rồi. Mình với Hùng cũng rất là ngưỡng mộ cả nhà. Đúng. Tại có những cái món vùng miền mình thì sẽ không biết ăn. Mình ăn nó không hợp khẩu vị á. Đúng rồi, chính xác rồi. Mình đi mỗi nơi lại mỗi khác, đặc biệt là vùng Tây Bắc, vùng núi này kia ha. Nhưng mà khi mà ăn được là ghiền rồi, ngon. Ngoài kia mọi người còn sẽ có dịp á thì em đó là muốn mời team Phan Đi Hùng với lại là chị Mai với anh Dương đi ra Sapa chơi để giao lưu với anh Hải Sapa TV. Ở đó thì mình có thể đi các chợ phiên, mình ăn cái những cái đồ của ở ngoài chợ phiên ấy. Dân tộc. Đi cũng được nhiều nơi để tiếp xúc được nhiều. Để em đẩy số lại sao anh Dũng có thể là hỗ trợ giùm mình là cái món gì mà trắng trắng mình ăn ngoài chợ phiên nha. Cái món gì? Mèn mén ốc đậu mèn mén. Trời ơi, món rất là khó ăn cực kỳ luôn ạ. Nhưng mà gọi là món rất là đi ra chợ phiên là người ta tìm cái món đó. Dạ. Đặc sản. Thì những người mà ốc đậu. Những người mà ta sinh ra mà lớn lên đó người ta ăn nhiều thì người ta sẽ biết cách để mà người ta ăn ngon miệng. Còn anh em mình mới ăn lần đầu á, giống như bữa anh Lộc ăn cơm nước dừa. Thì ở Bến Tre đúng rồi, ở Bến Tre. Thì họ ăn rất là quen, rất là thường, nhưng mà anh Lộc ăn không ăn được. Tại mình ăn số lượng nhiều quá, mình chế nước dừa vô nó nở ra. Cái thuốc sao là nó hơi bị chua xíu. Miền Tây mình là còn ăn cơm với lại chuối nè, dưa hấu nè, xoài nè. Mấy cái đó thì biết, nhưng mà ăn cơm nước dừa giống như là người ta ăn thay canh. Dạ. Đây, mình sẽ review thử con vẹm này nha. Công nhận cái nước chấm này thần thánh quá Diễm ơi. Chấm nó hợp hay sao? Chấm nó hợp, rất là hợp. Mình muốn ăn cái cò nó luôn đó nha. Bây giờ mình nhìn những người bạn của mình ăn á, mình thấy rất là thèm. Tại vì mỗi người sẽ ăn những cái món mà họ thích đó. Nhưng mà mình thì mình phải chừa bụng để mình tập trung chiến hết con này. Nói gì? Mà con bạch tuộc này á. Người bạn của em sáng mới ăn bánh ướt. Bánh ướt nè. Giờ vẫn ngồi chiến đấu với em nè. À, cố lên em. Hay á. Nhưng mà em đó là ngưỡng mộ mọi người luôn á. Mọi người có thể là ăn được nhiều vậy. Ăn ra bà quay gặp là ăn mỗi ngày. Có áp lực không anh? Áp lực. Nhiều khi mình mỗi sáng mình ngủ dậy á, mình suy nghĩ cái ngày hôm đó mình phải ăn gì á, nhức đầu luôn á. Mình phải uống một viên hoạt huyết dưỡng não vô để có cái trí lực á. ăn tới cái đầu của nó thì nó lại là nó có một cái độ dẻo và độ giòn khác nha. Nó khác với mỗi phần khác nhau anh. Đúng rồi, mỗi phần khác nhau. Mà nãy giờ Mai ăn á, Mai thích mực lá hay mực ống? Mai thích mực ống. Mực ống này hả? Đúng. Chỉ thì lại thích mực lá. Anh thử một miếng đây. Anh thử cái mực lá nha. Thử cái này lá hả? Cái nào ống ta? Ống này bây giờ mình sẽ chặt ống này. Mai mình sẽ thử cái đó ống đó mà. Diễm ơi. Dạ. Sẽ thử ăn nhồi ớt luôn này.
Tại em nhà anh ăn cay được không? Em kể mọi người nghe câu chuyện ngu của em. Để anh gặp anh em kể mọi người nghe. Ăn xong mới kể. Không tin được luôn ấy. Giòn quá đúng không anh? Em cắt hơi to thì phải. Cay không? Cái chậm chéo này nó có một cái mùi vị rất là quen thuộc, mình không nhận ra được. Giống như sa tế hả ta? Muối kiến hết à? Muối kiến. Cảm giác muối kiến mà. Cái này có muối kiến vàng. Mắt khén khá giỏi. Nó mắt khén giỏi do mình nặng chanh vô. Nó thấy là hơi chua chua giống như muối kiến. Mà người thấy mực bên em sao ạ? Ngon. Em khi mà đóng thì vận chuyển mực vào ấy là mực, con mực nó phải còn nháy luôn á. Mà nó là đóng là cấp đông luôn. Làm em vào rá chân luôn, đặt đăng ký nha. Ừ. Đây cái giờ chồng ông này. Em kể mọi người để cho em giải trí nha. À, okay, cái chuyện gì chuyện ngu. Em mang chậm chéo về từ Sapa để vận chuyển hàng vào trong này là mấy trăm lọ. Xong rồi cái quá trình vận chuyển cái thùng to quá thì nó sẽ bung hơi nắp ra, với lại là nó hơi dính một xíu thì em muốn lau sạch để mang cho khách mình đi. Em ngồi em lấy khăn em lau từng hũ, em không đeo bao tay. Trời ơi, nó cay 2 ngày mà cái tay em à, cái độ cay cái ớt này. Nên là mọi người nếu mà mua về là nó nóng bừng cái tay luôn đúng không ạ? Tại vì lao tới mấy trăm hũ. Ngu thiệt. Nó bị phỏng luôn á. Không nghĩ là may mà nó không bị gì rộp da. Bỏng lớn rất là khó chịu. Ôi trời. Trời đôi khi á mình đôi khi mình mua phở và mình ăn mình lấy ớt mình bỏ vào nước chấm thôi là lát hồi cái tay mình đã nóng rồi. Khi mà chị ngồi thì đâu. Giờ mà cảm thấy nóng đầu lưỡi quá. Mình phải lấy cái củ hủ dừa để mình tiến sâu bên trong rồi. Anh ơi, nếu mà anh hôm nay ăn hết cái con bạch tuộc ấy à, anh cho em xin em chụp tấm hình của anh trong clip kép in cái cửa hàng em. Đi ăn hết con bạch tuộc nhập của Phan Diệm. Nghe nói tới đó mình phải có động lực thôi. Ăn không được mình phải nuốt cho bằng được. Cho em cái giữa này. Nhai không được thì mình nuốt. Phải ăn cho bằng hết. Thôi mọi người ăn cái đồ xào đi nhiều. Tấm ra. Dạ. Khúc bên trong này rất là nhiều thịt. Nghe cái răng con bạch tuộc ấy nha. Bên trong này rất là nhiều thịt luôn nha. Để mình cắt nhỏ rồi mình ăn cho dễ. Cố lên. Cố lên Hồng ơi. Tinh thần Văn Đi Hùng. Chỉ đến cùng. Đúng rồi. Ôi. Rung tay. Con bạch tuộc chắc nó cũng phải có răng chứ Diệp. Bạch tuộc nó có răng. Có... À. Okay. Mình sẽ đâu cái đầu bên đây. Rồi bỏ một cái đầu. Có nhiều chị Mai dạo bộ gấp bạch gấp mực cơ mà gấp bạch quen mà cũng được. Đây cái đầu thứ ba là của lộc. Đúng là quá là chu đáo rồi, đủ rồi. Vô. Quá là đau lòng. Quá đau lòng. Anh cứ ăn hết bạch tuộc đi rồi xong rồi những món còn lại ngày mai anh nổi em địa chỉ đi em đi gửi anh ăn cùng sao? Con rất là tươi luôn á. Đúng là tươi mà ngon. Cuốn ha. Ăn cảm giác như mấy cái rau mực nó cuốn vào lưỡi mình á. Cái này mình để cái lò thôi, cái bên thôi, mình vừa nướng mình vừa ăn. Để ở chợ mấy mặt rồi xong đem đi ăn. Mai mình làm kiểu đó. Ngon. Ngon, thật sự mực ngon. Tôi thật sự. Anh Hùng bảo em không có ăn đâu mà biết. Cố lên nè. Cố lên nè, lên. Là ồ à, rất là đó. Chị Diễm biết biệt danh của chị Mai là gì không? Mai up. Up tiếng Anh là lên á. Thì mỗi lần mà em ứ hận là lên. Mỗi lần ứ hận cứ kêu lên. Bữa em ăn cái hủ tiếu má heo. Em no lắm rồi, còn nước không húp được. Cái anh Lộc hỏi giờ sao Mai? Lên. Là cứ phải dứt. Cứ phải dứt cuối cùng hết. Mai up. Nhưng mà chị Mai là em thấy là gọi là đi thách thức là cũng khét lắm á. Có chuẩn luôn á. Ăn tô trắng hai lần rồi đó. Tôi không lồ của em hoàn thành hai lần rồi đó. Hấp hết nước luôn. Cho em đi thử thách cái nha. Nào mà còn gì mà thêm đồng đội á. Cho em đi kém á. Chị mà ăn ở bên em một món thôi, một buổi thôi là chị không còn bụng để ăn ở bên kênh chị đâu. Thôi vậy thôi, anh Phạm Dũng nó không cho đi. Có đôi khi á, một ngày em chỉ ăn đúng một buổi là cái buổi thử thách luôn. Ví dụ như buổi sáng em dậy nha, tới trưa em thử thách thì buổi sáng em phải nhịn, mà tới trưa em ăn bằng 4 phần thì coi như mình ăn luôn trên buổi tối luôn, là mình nhịn tới hôm sau luôn, là tính ra một ngày ăn có một lần thôi. Nên đôi khi nó cũng khắc nghiệt lắm, tại vì bao tử mình nó đang đói nè, chứ mình
nạp một lượng quá nhiều, xong rồi mình lại nhịn cho tới ngày hôm sau lại tiếp tục như vậy nữa. Nhưng mà gọi là mình đó là gọi là khán giả mình thích mình vì cái điều đó rồi đúng không? Dạ dạ. Thì mỗi kênh sẽ có một cái dạ đúng rồi, giống như kênh của anh chị thì sẽ đi xa thì cái đó là cũng là một cái khó khăn chứ không phải dễ. Như vừa rồi ra ngoài tới Bắc cái xe bị hư á. phải kéo xe. Là hết hồn luôn ạ. Đắt tới xe thì mình mới thi đậu bằng lái rồi. Rồi quay rồi. Quay xe đúng không? Liên hoan ở bên bên quay Mai rồi. Mai thấy giấy bò. Nói chung là nhưng mà mình rất là khâm phục bà Dũng. Chạy lái lùa, chạy một nhát đi đến Tây Bắc luôn. Tiết lộ mọi người là lúc mà trước khi đi Tây Bắc nha là định đi Đà Lạt chơi. Mày không dám đi. Tại vì có đèo Bảo Lộc. Nhưng mà làm một phát ra tới Tây Bắc đi tứ đại đỉnh đèo luôn. Đúng không? Bỏ ủa chị ra Tây Bắc mà chị không đi qua đèo hả? Có đường khác đúng không? À không, ý em nói là đèo Tây Bắc là không dám đi. Nhưng mà hồi bỏ là lỡ đi xuyên Việt rồi nên là đi gần hết tứ đại đỉnh đèo luôn. Cái đó là dữ hơn đèo nó trụ trỏ không á. Em cũng may mắn là chị đi hành trình xuyên Việt vừa rồi và cũng nhận được rất là nhiều sự yêu mến của khán giả. Vì mình đi nhiều thấy là khán giả rất là thích quay để cảnh đẹp của Việt Nam ấy. Hy vọng lần sau mà đi xuyên Việt lần nữa là sẽ được mời Tiến Minh đi Hùng đi theo và đi cùng ạ. Cảm ơn chị Diễm rất là nhiều. Mời chị. Cái này là em sẽ phụ anh nha. Dạ. Thật ra này, là anh cắt cái này là... này mình gọi là lịch sự cái gì? Hơi to đúng không ạ? Dạ không sao, em cũng quen ăn miếng to rồi. Dạ. Này có miếng dài không? Có miếng dài gặp ngon quá. Dạ dạ. Mấy cái con vật này á gì người ta cắt mà kiểu làm như sushi á là dạ. Ta cắt mỏng ha, ta cắt mỏng mà cắt cái bản dày. Ăn trong nhà hàng nhà còn mỗi người có 3 lát thôi. Thêm một set là 3 lát. Con này chắc làm chắc được mấy chục set luôn á. Wow, bây giờ trời nắng á cả nhà. Thôi không sao đâu bác ơi, bác cứ để vậy nhìn nó sẽ đẹp á. Anh nắng nó rồi mà nhìn nó đẹp á. Bây giờ mới hiểu cảm giác của cái đầu của con nhỏ gì đó. Ấm nổi. Nè anh nhìn cái cặp mắt của nó nè. Cặp mắt của nó đang rất là hận thù. Nhìn như vậy thì giống như ở trong nhà hàng Nhật người ta hay cắt cái đầu đi á. Nè, nó còn lại cái đỉnh nè. Tết giờ nè, sao không đi cho bạn tết. Tiếp tục nào. Tết. Mực ống hả? Mai thích mực ống hết hả? Mai có thích mặt tù không? Chà chà. Đúng rồi, đúng rồi. Thôi để em thử hơn. Mai thử ống luôn đi. Ok. Wow, dày quá. Dày. Những cái hải sản ở bên đây á thì mình thấy là một điều là tuy là những cái món này là và những cái size giống như là loại một vậy á. Nhưng mà cái giá thì rất là mềm. Mới đầu mình đặt mua cái bạch tuộc cũng như là cò sò điệp ở bên chị Phan Diễm á thì mình cứ nghĩ là 1 kg/kg. Tại vì mình mua thì mình cũng chưa có tìm hiểu về giá. Nhưng mà khi mà chị nói đây có 750 thôi và bạch tuộc thì 850 hay bạch tuộc là 750, còn sò đẹp chỉ có 720 thôi ạ. À đó. Thì mình mới thấy là không nhìn giá. Được á. Quả mình ủng hộ mà. Mình biết là mình ủng hộ cho người quen á anh Lộc thì họ sẽ bán cho mình giá nó tốt nhất rồi. Cho nên khỏi phải nhìn giá luôn. Chung thì mỗi người đều chúng ta đều có thể đồng hành với nhau trên những chặng đường. Thì khi tới bây giờ rồi thì anh cũng phải xách xa em rồi. Trước khi anh đi á em có mời anh gì không? Anh đang quay tiếp mà hả? No quá rồi em giờ. Hả? Có mời không? Ồ, bạch tuộc. Mời anh tí này cho mày đi. Thôi. Ôi da. Nói trước hùng cho anh thử cái đầu đi. Nguyên cái luôn hay sao? Ý là cái ok. Cho anh ăn thử. Không biết là chị Diễm làm như vậy là có ý gì? Muốn giúp mình hay là muốn thăm ngàn mình đây nè? Đó giờ nhìn vào mực bạch tuộc quá trời luôn. Thôi mình xin phép nha. Sẽ cắt cái này ra cho bỏ xuống lọc cái vành trên thôi. Ok, nghe con mắt nó hay. Ăn mắt á, anh ăn mắt rồi nè. Nó sắp nước rồi nè. Cái này mắt bự quá, kéo không vừa luôn cả nhà. Đây. Ok. Đó, mời bỏ xuống lọc nha. Đây, còn cái này đang mực. Ok. Bây giờ mình sẽ lựa những cái miếng bạch tuộc mình ăn và mình hoàn thành thử thách nha cả nhà. Ủa nó dày đã trở nha. Thành người đầu tiên ăn hết một con bạch tuộc này là mệt á. Nhìn anh Dũng mắc cười. Anh Dũng là hình như là khi mà quay phim nha
tuy là không nói nhưng mà cái biểu cảm đúng không, đúng không vậy? Tại vì anh thấy mấy lần rồi đó, nhập tâm quá nha anh Dũng, nhập tâm quá. Vẫn được, không sao. Cố lên, cố lên. Phải trở thành lên. Nướng đụm vô. Anh ơi, cổ vũ cho anh Hùng đi. Miếng cuối cùng rồi. Lên. Đó, lên. Một phát một luôn hả? Một hít hả? Tới bây giờ thì mình giống như là sức tàn lực kiệt rồi. Mình phải ăn từ từ từng miếng nhỏ chứ nguyên cái này vào là không nhai nổi. Đúng rồi. Mới đầu thì còn có thể được chứ giờ cái hàm nó mỏi quá. Em ăn hải sản mà em nói sức tàn lực kiệt. Ăn phải mạnh mẽ lên. Cái này mình cắt cho làm bốn đi để ăn thôi. Cái này là với con này là mình được phép là chừa cái lõi ở giữa lại. À, tin vui, tin vui. Tại vì giống như cái đó. Cái đó giống cái gì Hùng? Nào anh. Cái đó. Này à. Hố đen vũ trụ. Không, đấy là nguyên cái cây em cầm á. Cả nhà ta cùng thương yêu nhau. Xa là súp gần. Súp luôn. Giống cái micro. Lên, lên. Lên. Bên kênh em thì có một cái cách kêu gọi người đăng ký như vậy hả chị? Cái mình hát như vậy á. Kêu gọi súp á, subscribe. Nhắc tới đây thì các bạn ơi, các bạn hãy kéo qua kênh YouTube của Phan Dũng đi. Đó, Phan Dũng đi. Thôi em có thể lộn vậy nha. Lúc mà mình chưa mới gặp mà chưa có nói chuyện nhiều quá, mình hay kêu là Phạm Diễm với Phan Dũng. Kéo qua kênh của Phạm Dũng và comment là Phan Diễm mãi đỉnh cho các bạn ơi. Đó đó, kênh đó đó. Đó, đây, nút vàng. Được khán giả của kênh Phan Di Hùng và anh Võ Sư Lộc sẽ yêu thương kênh Phạm Dũng và sang ủng hộ ạ. Dạ, ủng hộ luôn hải sản luôn đó nha. Mà hải sản ở đây, khi mà mình ship tỉnh này kia thì khoảng bao lâu, ví dụ như ở ngoài miền Trung, miền Bắc vậy á Diễm? Dạ, với miền Bắc á thì hơi khó ạ. Tại vì thường ngoài Bắc thì em phải gửi máy bay. Máy bay thì cái ship nó sẽ cao, thường khoảng 200-300 ngàn cho một lần ship. Là trong ngày là nhận, sáng em gửi, chiều nhận thôi. Tại vì hải sản thì em không... mình để lâu. Khách kêu gửi xe nhưng mà em không dám gửi. Gửi xe 2-3 ngàn. Ảnh hưởng tới cái chất lượng hải sản của mình thì rất là khó. Còn ví dụ như tỉnh từ các tỉnh Trung, miền như là Tây Nguyên, Đắk Lắk này hay là... thì gửi xe là qua đêm là tới rồi, miền Tây cũng vậy á, Nha Trang rồi đó là cũng vậy tới ra. Chung là các bạn nào ở các tỉnh gần như là miền Tây nè, rồi các khu vực Tây Nguyên nè, các bạn muốn trải nghiệm những cái món hải sản mà trên clip nè, thì các bạn có thể alo cho Diễm, Diễm sẽ sắp xếp để gửi cho các bạn. 0929 22 99 88. Vẫn còn tỉnh táo thì có thể ăn thêm nửa con bạch tuộc nữa. Đậm á, đậm á. Trời ơi, nghe nói đó muốn quên sân ngoài luôn. Ăn xong rồi đúng không? Ủa? Chán miệng cái này nha. Cái này là cái củ hủ dừa. Củ dừa tươi, mai cầm cái cái này nha. Ok. Ôi, đẹp quá. Bên em thì vừa bán hàng khô, vừa bán hàng tươi. Nhưng mà cái tươi này là chỉ dành riêng cho team Phan Di Hùng với lại là các chị Mai và anh Dương thôi. Thì bình thường đó là tươi là vừa mới xẻ ra luôn. Là ăn luôn á. Dạ. Còn trời. Bên em bình thường là sẽ xẻ ra xong rồi hút chân không lại để gửi cho khách. Hôm nay là mình sẽ ăn cái tươi này luôn. Tráng miệng luôn. Tráng miệng luôn. Ồ. Mọi người team Phan Di Hùng qua là phải những gì nó siêu to khổng lồ thế này. Hay. Mình cũng thắc mắc là khi cắt cái này ra thì nó... Đây là em lấy thêm cái dao nhỏ nè. Chắc là bằng 10 dịch luôn cắt. Wow. Lấy rau ra luôn. Oh my god. Oh my god. Sao? Wow. Quá hay rồi. để mình đánh đèn cho Hùng đỡ bị tái mặt. Wow. Cái bên trong này. Rồi tái. Cái da nó hơi bị. Cái lỏng này là mình ăn được luôn ấy. Ăn vậy luôn thôi, qua khỏi phải xào gì hết. Thử thôi chứ cái này thì mình làm gỏi với thịt gà. Đúng rồi, nó ngon. Gỏi củ hủ dừa. Giống
dao này là dao Tây Bắc. Nhìn nó béo quá. Ồ, cậu này, cậu này, cậu này. Cậu tiếp này. Mọi người thử miếng nha. Mình thử nó ngọt lắm. Ừ. Rồi rồi. Wow. Cắn miệng đi anh nha. Dạ dạ. Tại ấp ạ. Mày thử miếng đi. Hơi lạ xíu mọi người. Rất là lạ. Giờ em chưa ăn kiểu này. Em chỉ ăn kiểu mà bào ra em ăn với cái này mình ăn không hay là mình ngọt. Cần chấm gì không? Này chấm chấm chéo mà cũng ngọt, ngọt hay luôn á. Ngọt luôn hả? Ừ. Wow. Ủa nó tươi vô miếng nha. Đây này, cái phần này là phần lá. Sao ok không chị? Ok. Dạ. Yeah. Món tâm đắc thì nãy giờ. Đó đúng rồi, nãy giờ từ từ món khô cho tới cái này luôn. Và bây giờ tới mai ăn hết cái củ hủ dừa đó. Hết cây. Đây cái này mà mình ướp không? Ướp lạnh đó Mai. Đúng rồi. Mình ăn giống như là củ sắn hay giống như những cái táo này nó giòn giòn á ha. Thì nó ngon hơn là chắc chắn rồi. Tại vì nếu mà đã lấy cái củ hủ dừa ra là cây dừa đó nó sẽ bị chết. Không sống được. Cây dừa nó sống lâu lắm. Ăn nó cũng ngọt chứ không có bị ngán. Ngọt mà. Dạ. Nó cũng ngon dữ, chắc miệng đúng luôn á. À, em nói vui mọi người thôi nhưng mà mình có chắc miệng phải nhoi à. Dạ. Ở cái này mình ăn hết rồi nè. Mình đảo qua một bên ha. Cầm đi lại. Chắc mình dọn dọn cho nó gọn lại rồi mình quay cái khúc kết luôn ha. Hết luôn cả nhà, mình ăn hết miếng củ. Bây giờ chúng ta hãy thử thách bánh kẹo dừa. À, cái này là em được tặng thôi chứ em không có bán. À, mà ngon lắm, em ăn em thấy mê ghê luôn á. Mọi người thử nha, kẹo dừa sáp à. Dạ, kẹo dừa nha, nhưng mà là dừa sáp. Rất là cảm ơn sự tiếp đón nhiệt tình của bên chị Phan Diễm và anh Phạm Dũng. Hôm nay là lần đầu tiên mình được ăn nhiều món lạ vậy. Đồ ăn hải sản mà nhiều như vậy luôn á. Thôi không, nhiều thì chắc là chưa nhiều nhất đâu. Thì có lần em ăn 61 con sò mai thì cái đó mới là nhiều á. Nhưng mà bạc tô thì là không có đa dạng bằng. Ở đây là đa dạng nhất rồi. À, đa dạng em cũng ăn được có một món à. Mai nhắn em gửi mấy món kia ăn mùi nha. Dạ rồi dạ. Mà với em hôm nay rất là vui mọi người tới chơi. Nếu mà cái cửa hàng bé bé hơi nóng một xíu với lại là đồ ăn làm cũng hơi vội, không có được gọi là chỉnh chui lắm là mong mọi người thông cảm á. Chị Diễm hết sáu á, không sao đâu, em dễ. Giống như hôm qua Lộc ăn giò heo giả cầy á. Ngồi có một cái ghế mượn ở quán à. Xong rồi em bên đây thì đũa không có luôn. Đi mượn ở quán ăn. Rồi mượn ghế ở quán nước. Cũng vậy ngồi ăn bình thường thôi. Ăn như vậy là quá là vui rồi. Hôm nay là mình cũng rất là vui. Tại vì Diễm với Dũng là qua bên mình hoài à. Tụi mình chưa có dịp ở bên đây. Mình cũng hay hỏi mua những cái mặt hàng bên đây lắm. Nhưng mà hỏi mua nhưng mà chưa được ăn thử. Và bây giờ là bữa nay đã thật rất là thích. Mực nè, tươi, hai loại đều tươi là ngon hết. Một loại giòn còn một loại dai. Còn bào ngư thì đỉnh luôn á. Con bự, size to. Còn cá hồi thì siêu béo luôn. Mà bảo đảm là tươi luôn. Và tiếp theo nữa là mình vẫn thích nhất là cái củ hủ dừa. Tâm đắc nhất là củ hủ dừa. Tới giờ mình ăn rồi nhưng mà mình vẫn muốn mua về nhà để cho gia đình mình thưởng thức. Thì giống như là Mai nói là hải sản thì tươi là ngon. Mà củ dừa thì quá xuất sắc rồi. Mong là sản phẩm củ dừa sẽ đến được tới tay của các bạn ăn. Thật sự đó là một sản phẩm ăn khiến các bạn không thất vọng đâu. Nó rất là ngon, nó thật sự. Thật ra là cũng một lần nữa chị không biết nói gì hơn là rất là cảm ơn mọi người đã dành thời gian để giao lưu cùng với team của Phạm Dũng. Hy vọng là thời gian tới đây thì anh em mình sẽ kết nối nhiều hơn nữa. Tại vì mình phải đi chơi với nhau nhiều hơn thì mới ăn được nhiều món hơn. Thì có dịp thì hy vọng là sẽ được thử thách những cái món khác nữa chứ không chỉ riêng là hải sản của Phan Diễm. Mà mong là có một dịp nào đó sẽ đưa kênh Phạm Dũng được mời team của Fanny Hùng, anh Dương và bạn Mai giao lưu trên kênh Phạm Dũng ạ. Chắc là con heo 20kg hả Dũng? Dũng cứ hỏi mình là bữa nào ăn con heo 20kg không? Quá ơi. Này có con gì vậy? Có kìa, nghe nhắc nhìn rồi kìa. Wow đó. Đến quán của anh chị thì mình thấy giống như là nhưng mình ăn cái kẹo dừa sáp nữa nha. Kẹo dừa này là nó khác mùi. Đúng rồi, em ăn không ăn mùi. Em thích ghê luôn á. Mỗi nơi mà anh chị đến. Không nhớ trò chơi hồi xưa không? Tụi ăn kẹo dừa xong hồi uống nước đá vô. Nó cứng. Thì anh chị rất là hay. Mỗi lần mà đi những cái tỉnh này kia thì anh chị sẽ có được những cái món ngon đặc sản ở vùng đó. Và hôm nay cái gì thấy khi mà mình ngồi đây thôi, nhưng mà có Bình Thuận nè,
có ở Sapa, Tây Bắc nè, rồi có ở Bến Tre nè, miền Tây nè, nói chung là rất là đầy đủ luôn. Thì mình rất là thích cái điều này và cũng hy vọng một ngày nào đó sẽ được tham gia cùng với anh Phạm Dũng và chị Phan Diễm những chuyến đi xa, đi miền Tây cũng như là đi Tây Bắc, ra gặp anh Hải Sapa này kia. Còn riêng về món bạch tuộc hôm nay thì khỏi phải bàn, khi mà mới đầu mình ăn rất là ngon miệng luôn á. Do là cái số lượng hải sản nhiều nên mình không thể nào mình ăn một cách mà ngon miệng từ đầu đến cuối được. Nên cả nhà cũng thông cảm nếu như mà mình trong lúc ăn mình có nhăn nhó hay gì đó, khúc cuối té nữa chứ. Rất kéo bé xíu là Quéo chân. Dạ. Yeah. Nên một lần nữa nếu có dịp ở nhà hãy ghé qua, hoặc là mình có thể đặt qua số điện thoại 0929 229988. Wow. Ủng hộ cho hải sản Phan Diễm nha cả nhà. Rồi kết thúc clip ở đây nha. Thì nếu mình muốn các fanpage trên Facebook, nếu nhiều người yêu mến thì muốn cập nhật các sự kiện mini game event, hãy like cho fanpage ủng hộ kênh mình nha. Link mình sẽ để phần mô tả. Và đây là kênh YouTube của anh Phạm Dũng đó, hãy đăng ký luôn cho cái kênh Phan Hùng Vlog, kênh YouTube của Võ Sư Lộc. Đừng quên TikTok của anh em mình là Phan Hùng 116 và Võ Sư Lộc, và hãy TikTok ngắn là Phan Hùng Võ Sư Lộc, Võ Sư Lộc Phan Hùng. Thì trong giai sắp tới, như các bạn có bất cứ thách nào thì đã lại bình luận comment, mình xem xét và đưa những bình luận phù hợp nhất làm clip cho nhà cũng thức nha. Ok, xin chào các bạn.